Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đang có mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Thì trận đấu này sẽ chọn ra người top 1 để mà mình kết bạn với họ, để mà cùng đi đấu trận chung kết trong ngày 24 tới đây. Và bây giờ chúng ta sẽ có những ông lớn, SBKK nè, hoặc là Tem Truy Sát nè, cũng có nè. Super DG cũng có nè, Cloud top 1 cũng có luôn nè. Trong khi đó Gao Bạc thì cũng vào luôn rồi. Lại là tám muội đậu xanh. Một trận chưa chưa thỏa đúng không? Đậu xanh được lắm. Thì chúng ta sẽ có những cái tên rất là pro ở phía dưới. Cường Yamato lại có trong trận ngày hôm nay rồi, nhưng mà tôi nghĩ anh ta rất là nhanh tay khi mà nhấp vào trận ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có Boss rồi lại tên bá đạo nè. Thì bây giờ mình sẽ đọc cái tên quân đoàn luôn nha. Mình sẽ đọc tên quân đoàn luôn, thay vì mình sẽ đọc cái tên kia, mình sẽ đọc tên quân đoàn luôn. Bình luận tên quân đoàn luôn nha mọi người. Thì đây là HTTM đang nhảy xuống cùng với vị trí của Gao Bạc. Tôi nghĩ là Gao Bạc sẽ gặp thôi. Vị trí nào đang bắn nhau nhớ nói nha. Gao Bạc đã gặp được rồi. Anh ta cố gắng né qua một phía bên để mà tránh cái sự giao tranh khi mà tiếp đất. TF Erin đáp xuống khu vực đã có những kẻ địch đang ở đây rồi. Top Free Fire nha mọi người, trên huyền thoại nha mọi người. Và bây giờ thì tranh nhau nhà gỗ và ai sẽ lấy được súng đầu tiên đây. Erin bắt buộc phải chạy thôi, phải chạy. Nhà gỗ không có súng, tôi dám chắc luôn, tôi không nghe tiếng súng nào cả. Đã thấy được Tám gỗ con cũng đi xe, nhau này. đã thấy được súng rồi. Số Tam bảy, mùi số bảy. số 7 đúng không? Tam mùi đã có bắn nhau. Vị trí của Tam mùi đang ở trên trời và tôi tiếp tục xem Erin. Erin đã thấy được đối phương ở ngay khu vực cây xăng. Và tôi nghĩ là đây là trận đây giao tranh rồi, thấy được đối phương không dùng gì cả và bắt buộc chạy. Nhưng mà chạy sao được với khẩu súng của Top Free Fire. Cực kỳ gắt luôn. Tam mũi thì sao? Tam mũi đang ở rất gần đối phương và bây giờ thì sao? Một bên là XM8, một bên là M4A1. Khẩu nào sẽ chiến thắng đây? Củ tỏi đã có cho mình một điểm hạ gục rồi. Vẫn là màn kè nhau. Đây là đánh yêu thật, DZ đã phải nằm xuống trong trận đấu ngày hôm nay rồi. Vâng, Trời đó là tào lao. Chúng ta sẽ thấy hai bên đang nói chuyện. Anh kia anh lò đầu ra đi, tôi không lò đâu, anh cứ lò đầu ra đi, tôi bắn một viên thôi. Thôi để tôi bắn một viên ngay đầu em cho. Bây giờ thì sao? Vẫn là màn quan sát nhau. Anh kia làm gì? Cây đã có điểm hạ gục cho mình, cây đã giết Afkani rồi, cực kỳ mãnh liệt đến từ cây luôn, cực kỳ gắt luôn. Vâng, anh ta đang xin lỗi Afkani tại vì đã giết Afkani rồi, đúng không? Khay ơi là khay. Vẫn là màn ngó qua ngó lại. Anh ơi, anh lò cái đầu ra đây để tôi bắn một cái coi nào. XM8 và MP40. Có số số mấy còn bắn nhau nhớ nói nha. Vẫn quan sát. Hai bên như chì ở đây. Thôi, hay là mình đi tem up đi. À, móc ra, đúng rồi. Thôi mình đi tem up đi. Đúng rồi, mình đi tem up. Đúng rồi, hai mình đi tem up. Đúng rồi. Anh ơi, em là Tam Muội nè. Anh kia là ai? Anh kia là ai đó? Anh kia là Sao số kia mấy? có bạn nhau Số 5 hả? Số mấy? Em có thổ đâu. Em À. người chạy trên sau thổ. Tên gì có bắn nhau? Đạt là không chị này. Vâng, vẫn là màn cambo. Ôi bạn nào hình đây. Đạt 09 hả? Rồi, đấy, rồi gì đấy. Đậu xanh. Rồi bắt đầu di chuyển qua đây. Ơi, bị lag. Ôi, Tôi em bom. rất là mệt hai người này luôn. Bây giờ Đạt 09 đang ném bom lên vị trí, nhưng anh ta đang bị bắn từ đằng sau. Và bây giờ anh ta đã phải nằm xuống rồi. Cây đã có thêm một điểm hạ gục cho mình hay sao đây? Tôi đã thấy tên cây ở trên bảng rồi. Cây cũng đã có điểm hạ gục cho mình rồi. Còn Róc Phở thì sao? Cô ta vẫn đang lút đồ ở khu vực đảo dừa. Còn Cường Yamato cũng có một điểm hạ gục cho mình rồi. Dựng bom keo ở đây. Còn Tam Muội thì sao?
vẫn khá là chì. Tôi thề là hai người này chì ở đây luôn đó. Shipper DG. Shipper. Vâng. Rồi, tôi rồi, được rồi, đẹp trai rồi, đẹp trai rồi. Anh đẹp trai rồi, tôi biết anh đẹp trai mà. Tôi biết. Cờ la top 1 thì sao? Anh ta đang ở khu vực kho quân sự, loot đồ rất là thoải mái, cực kỳ thoải mái luôn. Thấy không? Tôi top pin của bạn đâu vậy? Top gì? Số mấy? Top pin. Đang một thủ đâu? À. Rồi xong. Top pin đã có được điểm hạ gục cho mình rồi. Tiến đạt thì sao? Đang ở khu vực cổng trời. Chưa có ai có bắn nhau cả. How to, tôi nghĩ là hai người này là How to cái gì đây? Cái gì đây? Rồi, tôi nghĩ là cái trong trận đấu này là có hai đứa điên trong đây rồi nè. Rồi, team up rồi. Team up rồi, cái này là team up rồi. SVGK thì sao? Người ta vẫn ở khu vực thung lũng nha mọi người, củ tỏi. Cường Yamato đã có điểm hạ gục cho mình rồi. Top Win cũng có điểm hạ gục cho mình rồi. Cường Yamato 2 kill nghiêng về. Top Win thì sao? 3 kill ở khu vực ở ngoài làng chài mà vẫn có rất là nhiều kẻ địch hay sao? Đã thấy nhau. Và bây giờ thì sao? K98 được móc ra. Ai sẽ là người ăn cái khẩu K98 này đây? Ai sẽ là người ăn khẩu K98 này đây? Em đi rồi. Em bạn đi rồi. 26 anh ơi. Hả? 26 đúng không? Ok. 26 anh thấy rồi. Chưa thấy giao tranh gì cả nha mọi người. Kê đây. Vẫn là đem mà kê 28 thấy gì chưa? Chưa thấy gì cả. Chưa thấy tiếng súng bắn. Huỳnh Kim. Cô ta khá chắc cho mình vị trí ở khu vực trên này. Cô ta đang bị bắn từ ở dưới. Và bây giờ thì sao? Ở dưới thì bắn lên. Cô ta thì ở trên bắn xuống. Ai sẽ nằm xuống? Vâng. Cô ta đã phải nằm xuống rồi. Huỳnh Kim đã phải nằm xuống rồi. Đây là tem nubber. YouTuber Duy Tân đã có một điểm hạ gục cho mình rồi. Có ai like chưa vậy? Hào Tú. Rồi đẹp rồi, tôi Na Hi 94. Đẹp rồi, tôi thấy em rất là đẹp rồi. Coi nó nô rồi hả? YouTuber Duy Tân đã có điểm hạ gục cho mình. Tôi không kịp xem cái trận cái người kè ở đây rồi. Chúng ta sẽ đến với là Rip Bảo thì vẫn chưa thấy giao tranh gì cả. Na Hi 94, người ta vẫn cố gắng trì ở đây. Nhảy xuống mất cho mình một cái lượng máu là 20 tiết. Nhưng không sao cả. Mất máu là chuyện bình thường thôi. Ai mà không mất máu. Chúng ta sẽ đến với lại HD bé nhỏ. HD bé nhỏ thì sao? Vẫn ở khu vực này thấy được đối phương. Ai là người ke bé bé thỏ hay bé nhỏ gì đây? Bé ỏ hả? Bọt pin của bạn nhau thì kìa. Hả? Bọt pin của bạn nhau thì kìa. Đã bị bắn rồi. Số 10 này. Số 10. Số 10 đang bị bắn. Bắt buộc phải chạy thôi. Và liệu rằng ở trên kia cầm khẩu FAMAS sao chạy nổi. Rock phở thì sao? Khu vực ngoài bo là khu vực mà để cho rock phở loot đồ. Vẫn chì ở đây. Ồ, đẹp rồi. Tôi biết cô đẹp mà. Tôi biết cô đẹp mà. Đây là cu dễ thương. Cu dễ thương thì đang ke. Và bây giờ là phần quyết định. Rồi xong. Ai sẽ là người nằm xuống? Tam Muội đã hạ gục được đối phương rồi. Cực kỳ gắt đến từ Tam Muội, tôi không nghĩ là 15 anh ơi, 15. 15 đang bắn. 15 đang có bắn nhau. Tát Củ Tỏi đang ở xung quanh nhà ở khu vực cổng trời. Quyết định bỏ nhà không? Quyết định là ra sau hàng rào. Thấy được đối phương bên nào là bên kia và anh ta chắc chắn sẽ bị bắn đây. Không. Bên kia cũng chậm đi một nhịp. Anh ta cố gắng quăng những quả bom của mình tới đó. Không tới rồi, một quả không tới. Móc bom băng ra dự phòng. Dựng bom băng lên để làm gì đây? Quăng bom tới. Làm gì nữa? Nhưng anh ta cũng phải nhận những quả bom từ kẻ địch mà thôi.
đã có bắn nhau phía bên kia. Tôi đang tìm người đó. Đây rồi, và bay rồi. Đây là ai đây? Rồi, thấy được bắn nhau. Ai sẽ là người nằm xuống? Tôi nghĩ là củ tỏi có thêm một điểm hạ gục cho mình. Cờ la top 1 đã phải nằm xuống rồi. Thật là tiếc. Chỉ cần sai một nhịp là đi tông một đời. Wow, shipper đúng là mang tính chất. Một cái tên shipper thì tính chất của anh ta là anh ta trên một con xe Lamborghini và anh ta đi ship đồ cho người khác. Đấy, các bạn thấy kinh chưa, cực kỳ nguy hiểm luôn rồi. Cực kỳ nguy hiểm nha mọi người. Ok, top Erin đã có điểm hạ gục cho mình rồi. Với con xe trên trên người, anh ta tôi cảm giác như anh ta đẹp trai hẳn ra khi mà leo lên con xe Lamborghini này và chạy quanh cái map để loot cho mình những cái bộ trang bị cần thiết để cho về bo cuối. Anh ta sẽ gọi là mạnh hơn. Anh cho IBT bên Tân chắc là sắp có bắn nhau đó, thằng Tròi với thằng Ba Ba này. Ba Ba đang có bắn nhau nha mọi người. Đã có những quả bom lên Tròi. Nhưng không, những quả bom đó hơi bị lỗi và bây giờ thì sao? Gặp nhau bắn nhưng không. YouTuber Di Tân đã hạ gục được đối phương, anh ta còn khá là nhiều máu với giáp ba trắng trên mình. Trúc 3303 thì đang ở khu vực sát viền bo. Cô ta đã có một cái bộ trang phục cực kỳ đẹp, đỏ ngầu luôn. Cuồng thì sao? Buồn. 18 anh ơi, 18. 18 đang có bắn nhau nha mọi người. Cường Yamato đang có xảy ra giao tranh ở đây. Tôi rất thích anh chàng shipper này. Anh ta vẫn cố gắng, anh ta thấy được đối phương nhưng đối phương đã chạy vào nhà, không tông được, quyết định bỏ vị trí của đối phương luôn. Cường Yamato thì đang cố gắng vào bo, tôi nghĩ là anh ta đã mất hết giáp và hết máu rồi. Tại vì vẫn còn máu. Nhưng mà anh ta không còn giáp. Nếu như cứ chạy ngoài đồng như thế này thì anh ta sẽ bị bắn mà thôi. Củ tỏi thì xém chút nữa đã bị shipper tông sấp mặt rồi. Tham mùi thì sao, vẫn cố gắng. Shipper đã có một điểm hạ gục cho mình bằng con xe Lamborghini của mình nữa rồi. Tôi không nghĩ là anh ta dùng con xe này, anh ta đi tông hết SCVG cây, đã có một điểm hạ gục nữa rồi với con xe Model Fuck của mình. Erin thì anh ta đang ở trong khu vực nhà ngoài bo và đã nghe tiếng chân xung quanh. Và anh ta đang bị bắn từ đằng sau nhưng không nhảy ra nhà kịp. Cầm khẩu phóng lựu ra bắn. Bắn được không? Và bên kia phải nằm xuống. Trúc đã phải nằm xuống trước khẩu phóng lựu của Erin. Một pha lật ngược tình thế, nói chung là khá là gắt luôn. Đấy, có phóng lựu đẹp, là đẹp trai hẳn ra. Các bạn thấy kinh chưa? Cực kỳ là nguy hiểm. Nó phở thì đang cố gắng vào bo nha mọi người. Tôi nghĩ là anh shipper này anh vẫn không tha cho cái nhà này. Đây, anh shipper anh vẫn chạy sau chiếc xe này đây. Đây. Vẫn là màn truy đuổi giữa Lamborghini và máy cày. Anh ta tạt qua nhà gỗ. Và anh ta cố gắng vào bo. Cây thì chạy con xe Model Fuck này. Anh ta sẽ làm gì đây? Vẫn là màn chạy chậm của anh ta. YouTuber Duy Tân đã có một màn hạ gục cho mình rồi. Cực kỳ gắt luôn, cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta sẽ bắt đầu xem. Rồi, lại là gặp shipper rồi. Shipper thì vẫn chì với con xe Lamborghini của mình. Dường như là anh ta lao xe với một vận tốc ánh sáng rồi. Chúng ta sẽ đến với Erin HD bé ỏ. Không có gì xảy ra ở đây cả. Top Prim. Rồi bây giờ là sự gặp mặt giữa shipper và Top. Top Bin có bắn trả hay không? Chưa thấy bắn trả. Những đường đạn xuyên qua xuyên lại, vẫn chưa thấy gì xảy ra ở đây. Cường shipper quyết định là thấy cái món mồi này nó không có thơm rồi, nên là quyết định dùng con xe để bỏ cái món mồi này thôi. Tuy rằng anh ta
anh ta lái xe như một vị thần. 15 anh ơi. 15 đang có bắn nhau. Tát cu tỏi. Đã có giao tranh, một bên là sọc gun. Phải chạy thôi, phải chạy thôi. Bắt buộc rồi. Bên kia đang yếu máu. Và bây giờ thì sao? Vị trí này rất là nhiều người xung quanh. Và bây giờ Tát cụ tỏi đang cầm khẩu MP40 của mình ra. Rồi thấy được đối phương. Nhưng không, liệu rằng anh ta bị đâm. Bị đâm bởi cây rồi, cực kỳ nguy hiểm rồi. Cây nhảy xuống hạ gục luôn đối phương thứ hai. Và anh ta vẫn chì cho mình cái con xe Model Fuck của mình. Nó phở cô ta. Cô ta vẫn có một điểm hạ gục cho mình. Cô ta đã gần vào bo rồi. Chúng ta sẽ coi coi còn những thành viên nào nữa không. Đã bắn được đối phương và bây giờ tôi nghĩ là dù Rock Phở đã giết được YouTuber rồi Đậu Xanh, mình quên tên nữa rồi. Tân kinh anh nhỉ? Tân anh. Tân thôi. À, cây thì có 6 điểm hạ gục cho mình. Tôi không nghĩ là anh ta bắn lại ghê như vậy. Phở đi rồi hả? Rồi, như vậy là Phở cũng phải nằm xuống rồi. Trên bản đồ của chúng ta chỉ còn là Tep, Top Free Fire, Erin. Cùng với đó thì đó là TCI, Let Me. Anh ta có 3 điểm hạ gục cho mình. Và ai sẽ là người cuối cùng trong bản đồ ngày hôm nay? Buồn. Buồn thì sở hữu cho mình giáp 3. Hơi hỏng một xíu, không sao cả. Kay đang bị bắn. Vẫn là con Model Fuck của mình di chuyển như một nhẫn giả. Thấy được đối phương bên tay trái, cố gắng quẹo lên để mà tông được đối phương. Tôi nghĩ là sẽ tông được hay không, hay là xuống solo súng tay đôi luôn. Tại sao không nhảy xuống solo súng tay đôi luôn ha? Vẫn là màn chạy, chạy xung quanh, chạy chậm chậm để mà xem đối phương. Thấy được đối phương và bây giờ một cú tông đến từ S7K. Tôi nghĩ là anh ta lái xe cực kỳ nguy hiểm. Nãy giờ tôi thấy anh ta toàn tông bởi xe thôi, cực kỳ gắt luôn. Rồi Let Me có nguy cơ sẽ bị tông. Đã có giao tranh từ Let Me, TCET. Và bây giờ là Buồn núp ở ngay gốc cây, nghe được tiếng xe và bây giờ rất là thấp thỏm, rất là thấp thỏm. Tiếng xe đang lao xuống nhưng không hụt rồi. Cây đang lao xuống như một vị thần. Bây giờ thì sao? Vẫn chì với cái con xe của mình. Ui, anh ta chạy như là một vị thần. Anh ta với con xe của anh ta chạy đường nào anh ta cũng chạy được, chỗ nào anh ta cũng lủi được. Rồi như vậy là con xe của anh ta đã bị kẹt rồi. Và bây giờ Lát Mi thì sao? Đã có tiếng bắn đến từ Buồn. Rồi quăng bom xuống nhưng không bị xây bởi MP40, rất là rác luôn. Và bây giờ người nằm xuống đã, đó chính là Buồn. Đúng là Buồn. Nhưng không, Lát Mi đang đứng ở phía dưới bắn lên. Ai sẽ là người chiến thắng? Tôi nghĩ là chắc chắn đó là Lát Mi. Không đâu vào đâu được. Cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của Lát Mi. Hả? Như vậy là Lát Mi đã có điểm hạ gục cho mình. Với 4 điểm hạ gục, mình sẽ kết bạn với Lát Mi sau nha mọi người. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúng ta sẽ còn thêm trận nữa nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.